Đây là sàn có số lượng coin niêm yết nhiều nhất hiện nay, và nếu như bạn là một người sân hai đền gem thì đây là một sàn mà bạn nên có. Chào các bạn, mình là Tiến Trọng 94, đồng sáng lập của cộng đồng CNA Pro Trading. Rất vui vì được gặp lại các bạn ở trong video này. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký sàn MAX, và đây là một sàn mình thấy là có nhiều ưu điểm. Nếu như các bạn là một người săn 2 đền gem thì đây là một sàn mà các bạn nên có. Trước đây mình cũng đã săn được rất nhiều 2 đền gem ở trên đây rồi. Và sau khi xem xong video này thì các bạn hãy nhớ để lại comment nhé. Bởi vì trong cái video này thì mình sẽ tổ chức một cái mini game nhỏ. Mình sẽ dành 5 phần quà cho 5 bạn may mắn khi mà các bạn comment những cái lời tích cực, những cái lời chia sẻ về những cái trải nghiệm của các bạn trong thị trường chẳng hạn, thì mình sẽ dành 5 phần quà, mỗi phần quà 10 đô cho 5 bạn may mắn nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào chủ đề chính ngày hôm nay. Trước hết thì mình sẽ nói qua cho các bạn về ưu và nhược điểm của sàn MAX này. Sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký và cách sử dụng sàn nhé. Đầu tiên, ở trên màn hình của mình là cái file PDF về sàn MAX. Mình sẽ nói về ưu và nhược điểm của sàn này trước để các bạn có thể nắm rõ. Đầu tiên về ưu điểm thì trước đây sàn MAX này có tên là MXC và được thành lập vào tháng 4 năm 2018 tại Singapore. Đội ngũ chuyên gia xuất thân từ ngành công nghệ và ngành tài chính, thì các bạn có thể thấy là họ sẽ có những cái kiến thức nhất định để họ làm lên một cái sàn nó có chất lượng tốt nhất có thể, bảo mật tốt và chưa từng xảy ra vụ hack nào. Cái này thì theo thông tin mình thu thập được thì đúng là chưa từng xảy ra cái vụ hack nào cả. Có lượng coin niêm yết nhiều nhất hiện nay khi mà họ có 265 cặp tiền và 850 tài sản mã hóa được giao dịch. Và đây là nơi tốt nhất để tìm hai đền gem. Tí nữa thì mình sẽ cho các bạn xem cái mục của mình, khi mà cái mục trước đây mình đã mua được một vài cái hai đền gem x tầm 5-10 lần, khá là tốt ở đây. Hỗ trợ 13 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt và 10 loại tiền tệ khác nhau. Đây là một điểm mà mình thấy khá là ok, khá là hay. Có nạp rút P2P tương tự như các cái sàn lớn khác. Như các bạn biết thì để mà dùng một sàn nó có P2P, chúng ta sẽ rất là tiện nạp rút. Ví dụ như bạn có tài khoản ngân hàng thì bạn nạp rút qua, hoặc bạn có những cái tài khoản khác, ví dụ Momo rồi các thứ, thì bạn nạp rút qua nó cũng tiện hơn so với việc chúng ta chỉ có dùng Visa rồi phải chuyển coin từ sàn khác sang, đúng không? Tiếp theo là nó có rất nhiều coin, cả coin sàn khác, margin future đa dạng sản phẩm. Các bạn có thể xem xét khi mà các bạn muốn chơi margin future trên sàn này nhé. Hỗ trợ nạp rút đô từ 10 dạng khác nhau. Đây là cái mà mình thấy khá là hay. Bình thường ấy, ở trên các sàn khác, ví dụ Binance, mình chỉ thấy tầm 5 cái thôi, 4-5 cái thôi. Nhưng ở đây nó có hỗ trợ rất là nhiều loại. Ví dụ như của Huobi cũng có này, rồi một vài cái dạng khác nó cũng có luôn. Nạp rút coin trên nhiều nền tảng, mình thấy đây là một điểm rất là hay. Bạn có thể cân nhắc, ví dụ như là bạn mua và bán ở trên sàn này, rồi bạn rút sang cái sàn khác thì cũng rất là tiện, hoặc rút về ví nó cũng rất là tiện. Có gửi staking không giới hạn, phần trăm lãi cao, tuy nhiên số lượng gửi min khá là cao. Đây là một điểm mình thấy khá là hay đối với những bạn có vốn lớn. Theo mình tìm hiểu thì cái staking này là không có giới hạn, tức là bạn có thể gửi bao nhiêu cũng được, mấy chục nghìn, mấy trăm nghìn, vài triệu, bởi vì nó ghi ở đấy thì là như thế, còn mình chưa thực sự gửi tới vài triệu, nhưng trăm nghìn thì mình có thử gửi rồi. Thì bạn có thể thử nhá, ở phần trăm lãi cao này thì so với các bên mình thấy phần trăm lãi gửi bên này là cao, bởi vì cái số tiền bạn càng lớn thì cái phần trăm nó càng thấp, nhưng ở đây nó lại cố định cái phần trăm, vậy suy ra nó khá là cao. Tí nữa mình sẽ nói đến việc này sau. Có thể rút tối đa 5 bit một ngày mà không cần KYC, tức là các bạn mở tài khoản một cái, các bạn nạp rút thoải mái, dưới 5 bit thì không cần KYC. Nhưng mình khuyên các bạn là vẫn nên KYC để các bạn có thể được bảo mật tài khoản hơn, cũng như là chúng ta có thể có được cái sự đảm bảo tốt. Ví dụ như tài khoản của chúng ta quên mật khẩu này, tài khoản của chúng ta quên cái mã 2FA ấy, cái mã Google Auth ấy, thì các bạn có thể nhờ support họ giúp đỡ, thì các bạn nên KYC. Nó là một trong 20 cái sàn được xếp tốt trên CoinGecko, và cụ thể là nó xếp 18, đang xếp ở trên CoinGecko rồi. Có đội ngũ hỗ trợ là 24/7. Còn ba cái cuối cùng đó là tính năng push, giúp người dùng có thể đăng ký mua được các đồng tiền mã hóa sắp ra mắt. Hiện tại nó có app điện thoại trên iOS và Android, và cuối cùng là đòn bẩy x 125 lần. Đây cũng là một cái khá là hay khi các bạn muốn chơi future margin. Về nhược điểm thì sao? Ưu điểm rồi thì phải có nhược điểm, đúng không ạ? Nhược điểm là phông chữ tiếng Việt đôi khi còn bị lỗi. Mình thì mình có test rồi. Cái phông chữ tiếng Việt này thì bình thường mình hay dùng tiếng Anh cho nó tiện, bởi vì tìm tiếng Anh nó rất là dễ, nhìn cái gì nó cũng dễ, nó tương tự và
Dễ sử dụng hơn đối với những người mà biết tiếng Anh một chút. Nhưng nếu các bạn chưa biết thì các bạn có thể chuyển sang tiếng Việt được, và nó cũng hơi bị lỗi thôi, chứ còn chúng ta dịch ra thì vẫn được, mặc dù nó không quá sát nghĩa. Có thể có nhiều coi giáp, bởi vì như các bạn biết đấy, cái nào có tiềm năng lead nhiều lên thì đương nhiên sẽ có coi giáp. Nhưng cái việc của chúng ta là tìm trong đống rác, tìm được cái kim cương, tìm hai đường gem, đúng không ạ? Khối lượng giao dịch còn thấp so với các sàn top. Cái thực trạng này thì không có gì quá là lạ, bởi vì chúng ta tìm những cái coin khi mà nó chưa được list lên những sàn lớn, chúng ta mua nó ở cái sàn này và đến khi nó list lên sàn lớn cái là nó bay, thì chúng ta cần phải chấp nhận những cái này thôi. Bởi vì khi mà được list lên một cái sàn lớn ấy, ví dụ như Binance, Coinbase, vân vân, thì những cái đồng coin đó nó phải đảm bảo được rất nhiều yếu tố, ví dụ như là cộng đồng này, volume giao dịch này, lượng người biết tới này, rồi rất là nhiều yếu tố khác nữa để nó có thể lên được. Vậy thì chúng ta săn và chúng ta tìm mua được những con coin đó trước, rồi đến khi chờ nó lên sàn thì chúng ta hốt bạc thôi. Tốc độ khớp khá chậm khi xử lý giao dịch lớn. Giao dịch lớn ở đây theo mình là vài chục nghìn đến vài trăm nghìn tầm đó, thì thường là lớn hẳn như kiểu vài trăm k trở lên ấy, mà bạn mua một cái con coin nó chưa có quá nhiều giao dịch và quá nhiều sự chú ý thì đương nhiên nó sẽ chậm, nhưng bù lại là chúng ta sẽ mua được giá khá là hời. Vừa rồi thì mình vừa gửi tới các bạn là ưu và nhược điểm của sàn MEX rồi. Trước khi chúng ta đến với phần hướng dẫn đăng ký và sử dụng sàn thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem qua cái tài khoản của mình khi mà mình đã từng nạp rút ở trên đây. Ở đây ấy, thì cái lịch sử này là mình sử dụng từ 2020 cơ. Và cái lịch sử này ở trên đây thì bạn có thể nhìn thấy là mình có đăng ký và nạp rút tiền ở đây đúng không? Ở đây ấy, theo mình nhớ là cái lần đấy mình săn được một vài cái coin khá là ok, ví dụ như OST này, GST này và những coin khác, ví dụ như TRB. Những con coin này thì các bạn biết đấy, toàn X5, X10 và con TRB thì nó cũng X8 là ít. Nó X8 mình mua từ giá 11 lên đến 80, X8. Vậy thì các bạn có thể thấy được là những cái coin ở trên đây ấy, chỉ là các bạn tìm ra sao thôi. Còn ở trên đây nó list rất là nhiều coin và có nhiều tiềm năng. Vì thế nếu như bạn tìm và nghiên cứu được coin thì các bạn lên đây mua là rất là chuẩn bài, rất là hợp lý. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để đăng ký sàn MEX này nhé. Đầu tiên, nếu như bạn là người chưa có tài khoản sàn MEX này thì các bạn có thể đăng ký theo link dưới phần mô tả video để ủng hộ mình nếu các bạn thích. Ở trên sàn MEX này thì các bạn nên vào chính xác cái địa chỉ nhé, là mexc.com cho nó chính xác. Sau đó khi mà vào thì các bạn sẽ thấy được cái giao diện như thế này. Các bạn hãy tích vào đây, tôi đã hiểu. Và các bạn có thể ấn vào bên này để các bạn có thể xem này. À, cài đặt sở thích này. Các bạn thấy không ạ? Ở cái chỗ này, ấn vào cái ô này thì các bạn có thể cài được là tiếng Việt vào USD này. Các bạn muốn chuyển tiếng Anh thì ấn đây, tiếng Việt ấn ở đây. Đơn vị thì thường chúng ta để USD đi. Và cài đặt sở thích này nó sẽ cho các bạn điều chỉnh ví dụ màu tối, màu trắng, các thứ vân vân. Nhưng bình thường ấy thì chúng ta cứ để như mặc định cũng được. Ở đây mình sẽ ấn đăng ký. Sau đó thì chúng ta có hai lựa chọn là điện thoại hoặc email. Nhưng bình thường ấy, thì thường là chúng ta nên dùng email để đăng ký, sau đấy dùng số điện thoại để xác nhận vào sau. Vậy thì mình sẽ chọn email nhé. Ở đây thì sau khi mình đã điền email, điền mật khẩu, ở cái phần mật khẩu này thì nó có gợi ý, đấy là các bạn lên điền từ 10 đến 128 ký tự, tổ hợp chữ và số và một số chữ hoa hoặc ký tự đặc biệt. Một số chữ hoa hoặc ký tự đặc biệt có thể là ký tự viết hoa lên, sau đó là A còng này, thăng này, dấu dán này, vân vân. Thì những cái đấy bạn phải tự nhớ nhé. Cái phần độ mạnh của mật khẩu thì nó ở đây. Các bạn nên kết hợp một cái mật khẩu, ví dụ như là tên của bạn viết hoa chữ cái đầu tên của bạn, và sau đó đến một cái ký tự gì đó. Mình sẽ ví dụ ở đây nhé. Ví dụ tên bạn là Thành đi, thì bạn sẽ viết hoa chữ T, Thành. Rồi sau đó đến 9, 7, đấy, một con số gì đó, ví dụ như ngày tháng năm sinh hay là mã số thẻ vân vân vân. Sau đấy bạn ấn đến A còng chẳng hạn, hoặc là thăng sao cái gì đó. Thì đây là một cái dạng mật khẩu ví dụ để các bạn có thể hình dung ra là mật khẩu như nào là mạnh là ok. Tiếp theo thì mình sẽ ấn nhận mã xác minh. Và cái mã xác minh này là cái mã xác minh mình thấy khá là hay. Đây là xác minh hình theo kiểu nó không đơn giản như các cái captcha và các cái dạng khác ở các cái sàn khác. Ở đây ấy, thì nó cần yêu cầu bạn là đúng thứ tự của những cái hình này. Ví dụ ở đây là cái hình này, rồi đến cái hình này thì các bạn tìm này, có cái hình này đầu tiên nó sẽ hiện lên số 1, hình này thứ hai bạn ấn vào nó sẽ ra số 2 và bạn ấn ok nó sẽ gửi mã đi. Và bạn có 50 mấy giây, 60 giây để nó gửi mã, và sau đấy thì bạn nhập vào đây. Khi các bạn sang bên email thì các bạn cứ load lại, load lại, nếu mà không thấy, chờ một lúc mà không thấy thì các bạn hãy ấn vào phần danh sách mở rộng này, kéo xuống phần thư giác để xem có không nhé.
Đây, thường ấy thì nó sẽ có hai mục nó có thể vào nếu mà không vào mục thư chính. Một là quảng cáo, hai là thư giác, thì các bạn kiểm tra tất cả cho mình nhé. Sau khi ấn vào xong, mình sẽ copy cái mã code này. Về phần mã giới thiệu thì các bạn có thể ghi là 14BBF để ủng hộ mình. Ở đây sau khi đã điền xong hết tất cả thì các bạn hãy tích vào đây. Sau đó ấn đăng ký. Sau khi các bạn đã tạo xong thì các bạn hãy ấn sang email đăng nhập. Và nếu như các bạn mới vào trang bình thường thì các bạn hãy ấn đăng nhập ở đây. Ở đây thì mình sẽ điền cái email của mình vừa đăng ký vào xong. Điền mật khẩu và ấn đăng nhập. Tại đây nó sẽ bắt bạn xác nhận captcha và các bạn hãy ấn theo cái hình này, cái hình mà nó bảo. Và rồi ấn OK. Ở đây nó sẽ yêu cầu bạn xác nhận email và các bạn hãy vào lại cái email của các bạn để nhập mã code. Có một cái lưu ý cho các bạn là nếu như các bạn thấy nó hay vào mục thư giác ấy thì các bạn hãy ấn vào một cái này và báo cáo không phải là thư giác thì sau đấy nó sẽ không bị là thư giác nữa. Và nó sẽ vào cái thư mục chính ở đây. Ở đây sau khi đăng ký vào thì các bạn có thể thấy thông tin của bạn, các cái phần bảo mật, API, xác minh, địa chỉ rút token, mức lệ phí và cài đặt sở thích vân vân. Thì ở đây các bạn có thể thấy là cái phần xác minh này là phần quan trọng này. Các bạn hãy ấn KYC chính. Và tại đây các bạn sẽ có hai cái mục là KYC chính và KYC nâng cao. Theo mình các bạn chỉ cần KYC chính thôi, để tăng cái phần an toàn lên và tăng giới hạn rút lên tầm 40 bit nếu như các bạn thích. Đi đến phần chứng nhận này. Tại đây các bạn sẽ cần điền các thông tin, ví dụ như loại giấy tờ, chứng minh thư, hộ chiếu, giấy phép lái xe vân vân, nhập họ và tên, tên này, số ID, ngày sinh thì các bạn chọn ra, sau đó các bạn up cái ảnh này lên. Ở đây thì các bạn nhớ nhá, cái ảnh này nó cần phải rõ bốn góc, được không ạ? Các bạn chụp làm sao các bạn đừng chụp theo cái kiểu là sát vào, đừng như thế. Ví dụ như cái điện thoại này của mình ạ, đây là cái điện thoại, là cái chứng minh thư hoặc là các cái giấy tờ của bạn chẳng hạn nhé. Bạn đừng chụp sát như này, bạn phải chụp rộng ra làm sao họ thấy toàn bộ bốn góc cạnh của cái này và phải rõ nét thì họ mới chấp nhận nhá. Sau đó các bạn ấn nộp lên xét duyệt là xong. Đấy là về cái phần KYC xác minh. Về cái phần bảo mật này, chúng ta sẽ ấn vào khuyến nghị bảo mật. Tại đây ấy, thì cái phần mật khẩu đăng nhập thì các bạn vừa làm rồi đúng không ạ? Email xác thực, xác minh điện thoại. Về cái xác minh điện thoại này thì các bạn ấn vào xác minh này, nhập số điện thoại, sau đó các bạn ấn nhận ngay mã code điện thoại và nhận ngay mã email thì các bạn có thể nhận về được hai cái này và các bạn có thể được là bảo mật hơn khi mà có điện thoại. Còn một cái nữa mà mình khuyên là các bạn cần phải có Google Authenticator và các bạn ấn vào cài đặt cho mình nhé. Ở cái mục này ấy, thì nó sẽ khuyên bạn là tải xuống Max hoặc Google Authenticator và sau đó các bạn sẽ đến những cái bước tiếp theo. Theo mình ấy, thì các bạn không nên tải cái ứng dụng Google Authenticator này mà các bạn nên tìm cái ứng dụng Authy màu đỏ. Ứng dụng Authy màu đỏ ấy, thì nó sẽ tiện hơn, bởi vì như này, Authy màu đỏ nó sẽ tự động backup theo cái email của các bạn. Khi mà các bạn đăng ký thì sẽ có một cái tài khoản nhất định và toàn bộ những cái đấy nó sẽ đi theo cái email. Giả sử như bạn đăng ký trên cái này mà bạn mất cái thiết bị này, bạn sang một cái thiết bị khác, ví dụ như một cái điện thoại này của mình, và sau đó bạn tải cái app Authy đấy xuống đăng nhập thì bạn sẽ lại có được toàn bộ những cái code đấy mà bạn không cần phải quá lo lắng về những cái việc mất. Bạn ấn tiếp theo này. Ở đây nó sẽ hiện ra hai thứ cho bạn. Một là cái mã QR để quét và hai là cái mã khóa. Có hai cái dạng này thì nó sẽ có hai cái dạng quét. Thứ nhất là bạn dùng QR, dùng cái cam để bạn quét thì nó cũng nhập vào. Cái thứ hai là bạn lưu cái mã khóa này lại, đừng để cho ai biết. Mã khóa này rất quan trọng, đừng để cho ai biết nhá. Và dùng cái mã khóa này để các bạn có thể là lưu trữ. Nếu như bạn cần backup, cần lấy lại 2FA thì bạn lấy cái mã khóa này ra hoặc cái hình này ra rồi bạn cho vào cái ứng dụng, ví dụ Google Authentic này, Authy này vân vân, thì nó sẽ lấy lại được. Sau đó bạn ấn bước tiếp theo. Tại đây nó sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu đăng nhập và cùng với đó là mã xác minh email, cuối cùng là cái mã Google Authentic mà chúng ta vừa quét được. Sau khi nhập xong thì bạn ấn liên kết là được. OK, vậy thì đấy là về phần bảo mật rồi. Tại đây mình sẽ bắt đầu đi hướng dẫn các bạn sử dụng cái sàn Max này. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy cái giao diện này cũng như giao diện của các cái sàn khác, nó rất là dễ nhìn. Ở đây bạn có thể thấy được là các cái cặp đang hot volume giao dịch này. Chúng ta sẽ đi ở phía trên nhé.
Phần thị trường này các bạn có thể thấy là có spot, margin, ETF và future. Các bạn có thể thấy ở đây là có cặp MX coi của sàn, rồi đến những cặp khác ví dụ như BIT này, E này, những cặp này theo đô. Bạn có thể thấy ở đây là có chi tiết, có thông tin và mục giao dịch là nó sẽ chuyển bạn sang cái phần để giao dịch được. Ở đây ấy, thì nó sẽ hiện ra những cái này. Bạn có thể ấn không nhắc lại, tôi đã biết. Và ở đây thì giao dịch này nó chính là trong cái mục giao dịch này này. Nó có 4 phần. Phần thứ nhất là giao dịch spot, margin, giao dịch bằng thẻ tín dụng và put, vân vân. Thì ở đây chính là cái giao dịch spot này. Và để mà các bạn có thể tìm được cặp giao dịch, các bạn có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn tìm theo từng mục là ETH, BIT này, O này, hoặc các bạn gõ tên trực tiếp lên đây luôn. Khi mà các bạn ấn mở O này, nó sẽ hiện ra những cái token tìm kiếm phổ biến đang hot đấy. Những cái token này là những cái token mà có thể bạn chưa biết hoặc chưa biết quá nhiều, nhưng nó đang hot ở trên cái sàn này. Ví dụ mình muốn tìm một cặp là BIT thì mình gõ BTC ra và nó sẽ ra ở đây. Tiếp theo mình muốn tìm một cái cặp khác từ ADA chẳng hạn thì nó cũng sẽ ra ở đây. Bất kỳ một cặp nào thì bạn cứ gõ vào đây là nó sẽ ra. Ở phía bên này thì bạn sẽ thấy được là cái lệnh màu đỏ là lệnh đang muốn chờ sell, lệnh bán ấy, còn màu xanh là chờ mua. Ở phía bên dưới này sẽ có hai ô, và ô bên này limit giá thị trường, stop limit, thì cái này là tùy cách bạn muốn mua, muốn bán. Ở bên này là ô mua này, bên này ô bán, số lượng bạn muốn mua vào theo cái đồng coin đó, hoặc bạn có thể kéo cái phần này để bạn mua bán theo đô này và ấn mua vào bán ra là xong. Sau khi mà các bạn ấn lệnh ấy thì lệnh nó sẽ đi xuống dưới đây là lệnh đang chờ này, lệnh dừng và cắt lỗ này, lịch sử đặt lệnh, bạn có thể xem toàn bộ ở dưới đây luôn. Mình sẽ đi đến cái mục tiếp theo nhé. Ví dụ mình muốn ấn vào cái mục mua crypto này. Ở mục mua crypto này, đây chính là cái phương pháp mà P2P các bạn có thể giao dịch nạp rút. Ở đây bạn gõ VND, nếu như nó không hiện ở đây là Việt Nam đồng nhá. Và cặp mà bạn muốn BIT này, E này, USDT này, vân vân, thì bạn có thể chọn vào đây và chọn mua hoặc bán. Ở đây ấy, có một cái lưu ý đến cho các bạn là khi mà các bạn chọn, các bạn xem này, đây là số lệnh của người này đã thực hiện. Và tiếp theo bên cạnh đó là cái phần trăm hoàn thành. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy là 100%, 48.000 lệnh, vân vân, những cái lệnh này. Và nếu bạn muốn bán ấy, muốn mua ấy, thì từ trên xuống luôn luôn là cái mức giá tốt nhất. Và các bạn cần phải KYC để các bạn thực hiện cái này nhá. Thì mình sẽ không thực hiện ở đây, mà mình chỉ hướng dẫn cho các bạn là các bạn nhìn như thế này. Ví dụ là cái người này chẳng hạn, cái tên này thì nó không quá quan trọng, bởi vì họ có thể cho thêm dấu sao rồi cái thứ. Nhưng các bạn nên chú ý một điều, đấy là ở đây khi các bạn ấn vào tên của người này, các bạn có thể thấy được là họ đã mua bao nhiêu, bán bao nhiêu lệnh, và tỷ lệ phần trăm giao dịch là gì, họ đã xác minh những cái nào rồi, thời gian mà họ hoàn thành cái giao dịch trung bình là bao nhiêu, ở đây là 11,43 phút. Thì đó là về cái việc mua bán. Tiếp theo có một cái khác là chuyển đến dùng thẻ tín dụng, nhưng mình không khuyến khích các bạn dùng cái cách này, bởi vì cái cách này thì thường là liên quan đến ngân hàng, chúng ta sẽ không thích đâu, các bạn không nên dùng cách này. Push ở đây thì như mình đã nói, đây là cái nơi mà nó đẩy lên cái thông báo để bạn có thể biết là những cái đồng coin mà có tiềm năng. Về mục MX DeFi này, MX DeFi này thì các bạn có thể kéo xuống, các bạn thấy được là ở đây nó có lock, stake cái token vào ấy. Thì khi mà stake cái token thì bạn có hai lựa chọn, một là MX coin của sàn, và hai là một cái đồng khác để bạn có thể nhận được phần trăm cao hơn. Và có rất là nhiều cái đồng bạn có thể nhận thấy này, đây ví dụ đồng min này, 500% nếu như bạn có đồng min này. Thì nếu như bạn có đồng MX thì bạn có thể cân nhắc tham gia stake vào đây, và bạn có thể kiếm được những cái đồng coin này. Tiếp theo là về mục staking của sàn MX. Đây là cái phần hay nhất mà mình nói cho các bạn từ đầu đến giờ. Cái sàn này nó không có giới hạn số tiền, tức là bạn có bao nhiêu bạn cứ cho vào cũng được. Ví dụ ở các cái sàn khác nó sẽ giới hạn bạn, ví dụ như là mấy chục nghìn, vài trăm nghìn, nhưng ở đây thì không có giới hạn, nhưng phần trăm lại cũng rất là cao. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó có 3% cho BIT, 3% cho E và 6% cho USDT. Nhưng mà ở đây nó tính là tính theo ngày, tức là một ngày một, tức là hôm nay bạn gửi, ngày mai, ngày kia bạn nhận lại, kiểu thế. Mình sẽ ấn vào xem nhé. Ở đây các bạn nhìn này, ngày bắt đầu stake là ngày 19 tháng 1, tức là ngày hôm nay, nhưng ngày mở khóa ra là ngày 21, tức là chúng ta tính là hôm nay hết rồi, đến ngày mai, ngày 21 nó mở ra, thì bạn sẽ nhận được cái phần trăm dự kiến là 3,08% một năm. Đấy là dự kiến nhá. Và số tiền stake tối thiểu là 0,1 BIT. Đây cũng là một cái mà mình thấy là cái phần này nó sẽ có ưu và nhược điểm cả. Ưu điểm là không có giới hạn, nhưng nhược điểm là cái phần trăm này nó khá là cao. Cái phần stake
cần bắt buộc ấy nó khá là cao. Ở đây mình sẽ cho các bạn xem thử những cái khác nữa. Ví dụ như là E. E ở đây stake tối thiểu 5 E. Còn cái USDT mình nhớ là stake tối thiểu là 10.000. Stake tối thiểu 10.000. Đây, stake tối thiểu là 10.000. Nhưng nếu bạn có số hơn số này thì nó lại không có giới hạn. Thì đây chính là một trong những cái ưu điểm mà mình rất thích ở đây. Sau khi tìm hiểu được những mục chính rồi thì chúng ta sẽ sang mục tài sản nhé. Ở mục tài sản này thì các bạn ấn vào tài khoản tài sản này. Tại đây nó sẽ cho các bạn biết toàn bộ thông tin về tài sản của bạn và toàn bộ cái tài sản của bạn có là những cái coin nào, nó phân bổ tài sản là bao nhiêu này, margin, future, spot, fiat vân vân. Thì ở đây nó phân bổ hết. Cái phí maker và taker của nó là 0.2%. Bạn có thể kéo xuống để xem những cái đồng coin nào bạn đang có, đang sở hữu. Và ở đây mục nạp, rút, chuyển quỹ này chính là những cái mục bạn cần quan tâm. Ví dụ như bạn muốn nạp này, ở đây bạn nạp, bạn có thể chọn token, chọn coin, ví dụ như chọn Bit chẳng hạn. Nó sẽ có những cái mạng lưới này. Và ở đây mình sẽ chọn USDT nhé. Bạn có thể thấy là nó có rất là nhiều mạng lưới. TRC20 này, BSC này, SON này, HECO này, MATIC này, ERC20, OMNI, LS, OKT. Rất là nhiều mạng lưới. Và mình tin là đây là một trong những sàn mà rút được nhiều mạng lưới nhất luôn. Mình tin là như thế. Đó là về nạp. Thế còn về rút thì sao? Về rút token các bạn ấn vào, nó sẽ hiện ra những cái này. Bạn cứ tích vào cho mình. Việc rút token này nó buộc bạn phải điền đúng địa chỉ và điền đúng được cái phần mạng lưới nhá. Nếu như sai thì nó có thể mất luôn đấy. Vì thế các bạn nên xác nhận kỹ khi mà chọn một cái mạng lưới bất kỳ và một cái địa chỉ ví bất kỳ để bạn rút. Ví dụ giả sử mình muốn rút đô USDT về TRC20, sau đó mình điền một cái địa chỉ bất kỳ. Thì sau đó số lượng rút thì bạn có thể ghi ra một cái số lượng rút nhất định ở đây và hướng dẫn rút thì bạn tùy chọn nhá. Sau đó các bạn nhấn gửi thì nó sẽ diễn ra trong một thời gian nhất định và nó sẽ gửi token đi cho bạn. Đó là về phần nạp, rút rồi. Vậy phần chuyển thì sao? Chuyển này tức là luân chuyển tiền giữa các cái tài sản của bạn với nhau. Bạn có thể từ mục spot này chuyển sang các mục khác để bạn có thể đánh margin future hoặc là bạn hold trong tài khoản spot được. Thì đó là cái tác dụng của việc chuyển quỹ này. Vừa rồi thì mình vừa gửi tới các bạn các thông tin về sàn MEX, về ưu và nhược điểm của sàn này cũng như cách để các bạn đăng ký và sử dụng sàn MEX này rồi. Nếu như bạn thấy thông tin này hay và hữu ích thì hãy cho mình một like, comment xuống cho mình biết ý kiến của các bạn, share nó cho bạn bè của bạn để họ cũng có thể biết được cách đăng ký và sử dụng sàn MEX này nhé. Đừng quên comment xuống dưới video này sau khi kết thúc để có thể nhận được phần quà từ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo. Chào các bạn.